Dị ứng được đặt tên chính thức từ hơn 100 năm trước và dường như chỉ trở nên tồi tệ hơn đối với mọi người qua từng năm. Ở hầu hết các nước công nghiệp, dị ứng đã tăng lên rất nhiều trong những thập kỷ qua. Tại sao cơ thể chúng ta lại lo lắng về những thứ lẽ ra vô hại? Sự tiến hóa thường đưa ra lời giải thích cho việc cơ thể chúng ta là một việc ngay cả khi những điều đó gây bất lợi cho chúng ta trong thời đại ngày nay. Ví dụ, bệnh hồng cầu hình liềm có thể gây chết người nhưng các tế bào hồng cầu có hình dạng bất thường mà nó được xác định theo lịch sử đã mang lại một mức độ bảo vệ chống lại bệnh sốt rét. Thế giới đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch béo phì, bởi vì tổ tiên thường cổ của chúng ta cần tất cả năng lượng bổ sung mà họ có thể có được, khiến chúng ta tích trữ thêm calo dưới dạng chất béo và khiến chúng ta muốn ăn ngay cả khi chúng ta không thực sự cần. Và cứ đến mùa xuân, chúng ta lại hắt hơi suốt một tháng liền, hoặc bị sốc phản vệ chỉ vì ăn phải một hạt đậu phộng. Điều đó đã từng giúp ích gì cho chúng ta với tư cách là một loại phấn hoa không độc và cả đậu phộng vốn dĩ cũng không độc. Chính phản ứng của cơ thể chúng ta với chúng mới là vấn đề. Những điều kiện như thế này gây ra cái chết nhanh chóng, đặc biệt là khi còn nhỏ nó có xu hướng bị lợi khỏi nguồn gen. Vậy tại sao dị ứng vẫn còn ở đây? Phản ứng dị ứng chỉ là một trục trạc tiến hóa hay có một bí mật nào đó về lý do tại sao chúng ta cần chúng? Trung tâm của các phản ứng dị ứng là các tế bào lympho, một loại tế bào bạch cầu giúp bảo vệ cơ thể bạn khi chúng gặp phải các tế bào có các phân tử đánh dấu bề mặt và xác định đó là vật lạ xâm nhập. Chúng sẽ tạo ra các kháng thể được thiết kế đặc biệt để chống lại mối đe dọa cụ thể đó. Có năm loại kháng thể cơ bản được gọi là immunoglobulin, nhưng loại chịu trách nhiệm cho các phản ứng dị ứng là IgE. Ví dụ, mọi kháng thể IgE có thể liên kết rất đặc hiệu với một loại phấn hoa, nhưng không liên kết với một loại phấn hoa khác. Lần đầu tiên một người dễ bị dị ứng gặp phải chất gây dị ứng như phấn hoa, cỏ phấn hương chẳng hạn, thì một lượng lớn kháng thể IgE của cỏ phấn hương được tạo ra và tự gắn vào các tế bào được gọi là tế bào mát. Tế bào mát là một loại tế bào có chứa histamine, xác định phản ứng dị ứng. Những kháng thể và tế bào mát này sau đó nằm im cho đến khi gặp lại chất gây dị ứng. Sau đó, sau lần tiếp xúc thứ hai với một chất gây dị ứng, các kháng thể được tạo ra sau lần tiếp xúc đầu tiên đã sẵn sàng chúng liên kết với nó để cảnh báo hệ thống miễn dịch rằng nó cần phải bị tiêu diệt. Điều này tương tự như cách hệ thống miễn dịch tiêu diệt virus, nhưng không giống như trong một phản ứng miễn dịch điển hình chống lại virus. Trong phản ứng dị ứng, các kháng thể được gắn vào tế bào mát khi hệ thống miễn dịch tiêu diệt chất gây dị ứng, nó cũng sẽ phá hủy tế bào mát khiến nó giải phóng lượng histamine. Đây là nguyên nhân khiến một người bị phản ứng dị ứng và gây ra hiện tượng hắt hơi, thở khò khè mà hầu hết chúng ta đều biết rất rõ Đôi khi, phản ứng dị ứng này có thể tiến triển đến mức nguy hiểm. Một số người nổi mề đai hoặc bắt đầu khó thở. Các mô cơ thể có thể sưng lên giống như cổ họng. Tuột huyết áp và sốc phản vệ có thể xảy ra chỉ trong vòng 3 đến 4 phút sau khi tiếp xúc với chất gây dị ứng. Và thông thường, nếu không được điều trị ngay lập tức bằng epinephrine, nó có thể dẫn đến tử vong. Với virus hoặc vi khuẩn, các lần gặp mầm bệnh tiếp theo sau lần đầu tiên thường ít gây nguy hiểm vì cơ thể đã hình thành hệ thống phòng thủ chống lại nó. Nhưng với chất gây dị ứng thì ngược lại, những lần tiếp xúc tiếp theo thường tồi tệ hơn lần đầu tiên. Thật khó có thể hiểu tại sao chọn lọc tự nhiên lại tạo ra dị ứng. Cảm giác như đây là một phản ứng miễn dịch được thiết kế chỉ để khiến chúng ta đau khổ. Nhưng những thứ được giữ lại trong tiến hóa luôn có mục đích. Ký sinh trùng phổ biến trên thế giới này và trong cơ thể chúng ta hơn những gì chúng ta biết. Như dung mốc hoặc sáng dây là những ký sinh trùng lớn. Nhiều trong số chúng lây truyền qua đất và lây nhiễm nhiều hơn vào đường tiêu hóa hơn 20% người dân trên trái đất đang đối phó với một số loại ký sinh trùng. Chúng ta với tư cách là con người đã đối phó với chúng trong suốt lịch sử tiến hóa của mình và cách cơ thể chúng ta phản ứng với những con giun này giống một cách đáng ngạc nhiên với cách nó phản ứng với các chất gây dị ứng. Khi một con giun xâm nhập, hệ thống miễn dịch nhận ra protein trên bề mặt của chúng và phản ứng với không chỉ bất kỳ kháng thể nào mà cả kháng thể IgE cùng loại kháng thể gây ra phản ứng dị ứng. Trước khi điều này được phát hiện, các nhà khoa học không biết mục đích nào khác của kháng thể IgE ngoài dị ứng. Nhưng phấn hoa và dung có liên quan gì với nhau? Các nhà khoa học cho rằng phải có một số dạng tương tự về mặt phân tử giữa các protein gây dị ứng và các protein trên bề mặt của những con dung này. Một vài năm trước, họ đã thử nghiệm lý thuyết này và phát hiện ra rằng các phân tử của chất gây dị ứng thực vật thật sự rất giống với các phân tử do dung sáng tạo ra. Ví dụ, một chất gây dị ứng được tìm thấy trong phấn hoa bạch dương gây ra nhiều triệu chứng dị ứng vào đầu mùa xuân, tương đồng với một loại protein có trong dung ký sinh gây bệnh tiêu chảy cấp. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hơn 2.000 protein của ký sinh trùng, cho thấy sự tương đồng đáng kể với các protein gây dị ứng. Vì vậy, theo lý thuyết này, dị ứng chỉ là một trường hợp nhận dạng nhầm, một tác dụng phụ đáng tiếc của việc chống lại dung ký sinh. Đây là một lý thuyết phổ biến từ những năm 80 và nhiều nghiên cứu đã ủng hộ nó. Nhưng đây không phải là một lời giải hoàn chỉnh. Một nghiên cứu cho thấy rằng những con chuột được thiết kế để không tạo ra IgE vẫn có thể chống lại dung ký sinh. Và ngược lại, những cá thể có mức độ IgE cao không chống lại được dung ký sinh. Nên có lẽ IgE chỉ là một phần của hệ thống phòng chống nhưng không phải là thành phần chính. Vì vậy, điều này đặt ra câu hỏi: IgE thực sự dùng để làm gì nếu nó thậm chí không quá quan trọng để chống lại ký sinh trùng? Các kháng thể IgE chắc chắn đã phát triển vì một lý do lớn hơn khác. Và trên hết, là không phải tất cả các chất gây dị ứng đều tương đồng với protein của ký sinh trùng. Một số loại thực vật thì có, nhưng các chất gây dị ứng phổ biến khác như niken hoặc penicillin thì không giống. Không chắc là kháng thể IgE đã phát triển đặc biệt để độc lập chống lại dung ký sinh. Có lẽ hình dạng của các chất gây dị ứng và những gì chúng giống nhau không phải là điều quan trọng. Thời lượng của video đến đây đã hết. Mời mọi người đón xem phần tiếp theo trên kênh Góc Cám Phá Channel. Nếu bạn giống chúng tôi thì những tin tức này sẽ khiến bạn cảm thấy thế giới rất thú vị và kỳ bí. Kiến thức sẽ là vô tận nếu chúng ta tìm hiểu mỗi ngày. Hãy theo dõi góc khám phá để cùng khám phá những kiến thức thú vị nhé. Ngoài ra, bằng cách đăng ký, bạn đang hỗ trợ rất nhiều cho kênh của chúng tôi. Cảm ơn vì đã theo dõi.